Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em muốn thông báo với các bác là em là lấy chứng đúng đợt này nữa thôi các bác ạ. Để gửi cho các bác ở các khu vực miền Bắc, miền Trung ấy, bây giờ vào thời tiết lạnh rồi thì một số bác là đang mới nuôi hoặc tập nuôi tìm hiểu về con này, là đang chuẩn bị nuôi ấy, thì mình bây giờ là vào mùa đông rồi, nó khó nuôi các bác ạ. Thực ra thì khó nuôi thì cũng cũng không hẳn là khó nuôi đâu, mà là nó chậm lớn đấy các bác, mà là nó chậm lớn nên là các bác mới mới nuôi thì mình cảm thấy nó lâu lắm, mình chăm sóc nó hơi khó hơn đấy. Ví dụ như thời tiết mà nóng thì một ngày mình cho ăn đầy cái khay cám này chẳng hạn, nhưng mà đến thời tiết lạnh thì một ngày mình chỉ cho khoảng là 1/5, 1/6 thì tùy cái thời tiết, cho nên là nhiều bác cảm thấy như kiểu là nó khó nuôi ấy, mà thực ra nó cũng bình thường thôi, mỗi tội là nó rất là chậm lớn các bác đấy. Và em cũng muốn có chút tâm sự với các bác cái khay dễ đẻ. Nhiều bác làm cái khay bé xíu ạ, thì khay 30-40 nghìn. Em thì không làm những cái khay như thế các bác ạ, mà em cũng không cho đẻ quá nhiều khay đâu. Ví dụ với các bác nhé, cái chuồng này của em là tương đối rộng đấy, nếu mà để mấy cái khay bé xíu đây phải được 20-30 khay, nhưng mà em không làm thế. Làm như thế chất lượng trứng mình sẽ ít, dễ đẻ nó ít đấy, không đều. Nhiều lúc nó bâu lên thế này các bác, mà nó cũng chưa đẻ đâu, có con đẻ con không ấy, chứ không phải là con nào lên là nó đẻ đấy các bác ạ. Bây giờ nhé các bác, em sẽ đo cái khay này cho các bác xem nhé. Em bán là hiện tại khay này em bán giá 80.000, các bác xem có được không. Đây em đo này các bác. Đây 32 nhé các bác nhé, dài 32 nhé. Đây dễ đẻ, mình động vào nó còn không chạy luôn. Đây rộng là 22 đấy các bác ạ. Đây em là mua có loại khay như thế này đấy, 32 rộng là 22 đây các bác đấy. Em thì không chuyên làm trứng, cho nên là em cũng không bao giờ là em lấy thừa trứng để đấy xong để bán cho anh em đâu. Với em thì anh em nào đặt lấy bên em thì em sẽ lấy trứng cho các bác đấy, cho các bác nuôi nó đảm bảo. Và những bác nào mà mới tập nuôi, em có gửi kèm hướng dẫn nuôi nhé các bác nhé, kỹ thuật nuôi nhé. Các bác cứ làm theo cái đấy, là một chuồng rộng 1 m x 2 m thì ít ít các bác cũng phải đạt từ 5 đến 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 7 cân rồi. Nhưng mà các bác thả một khay như thế này đấy, nhưng mà các bác mới tập nuôi thì các bác nên thả một khay thôi, cái chuồng 1 m x 2 m ấy. Các bác xem đi, dễ dễ đẻ, đẻ dày lắm các bác. Đây lên đẻ này. Đây em chưa chưa kịp cho lá này. Đấy, dễ đẻ thì vẫn 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 ăn uống bình thường nhé các bác. Đây cám đây này, đấy cho cám vào nó có thèm ăn đâu, nó cứ đẻ thôi. Đây các bác xem đi, còn gần không, gần như là sắp không nhìn thấy lưới ra ấy, mà em cũng chỉ để 24 giờ thôi. 24 giờ thì dế thì dế nó nở đều hơn các bác. Nếu mà bác nào ở miền Bắc này ấy, thì các bác đã nuôi rồi, các bác tự lấy trứng rồi, mùa đông này các bác nên là ấp trong thùng xốp các bác ạ. Ấp trong thùng xốp thì phải để cho dế nở nhiều, đông đông đen thì mình mới bỏ ra các bác nhá. Nhưng mà các bác để ý cái độ ẩm của sơ dừa này nhá, nhưng mà dế nở thì ở trong sơ dừa nó ẩm quá thì mùa đông này, mà mùa đông này nó bốc hơi nhanh lắm, cái độ ẩm không khí nó thấp hay sao ấy, thì mình để trong thùng xốp nó bốc hơi lên, đọng nước rơi xuống dưới đáy thùng xốp là dế chết cả đống rồi đấy. Em là em bị dính dính đòn rồi đấy, thì em muốn chia sẻ với các bác như thế để các bác tránh.
Nếu mà các bác trong thùng xốp như em bảo để cho nửa đông thì các bác nên là lấy một cái tấm vải, miếng vải nhé, vải hoặc khăn ấy khô ấy, mình để ở đáy đấy, để nếu mà nước nó có lỡ bốc hơi lên nó rơi xuống thì cái vải đấy nó sẽ thấm, con dế mình sẽ không chết đuối ở đấy. Đấy các bác, chuồng này là em lấy là 6 khay đấy. Cái khay bên này vừa mới đạp vào mà cũng cũng đầy rồi nhé các bác nhé. Đây này, đây này, đây nhá, đây các bác, đấy, đầy kín luôn đấy. Và em đang chuẩn bị cho lá vào nhưng mà em chợt nhớ ra là em cũng quay ở đây và chia sẻ với các bác là cách cách mình lấy ấy, mình cũng đừng đừng ham lấy nhiều quá, kể cả những bác nào làm trứng ấy thì cũng lấy vừa thôi. Ví dụ như chuồng này mình cứ tính khoảng một một mét vuông mà 10 khoảng 10 cân dế 1 mét vuông ấy, thì 10 cân dế thì mình nên lấy khoảng 4 khay thôi, tối đa thôi, tối đa là 4 khay thôi, chứ không phải là cứ 2 cân dế là lấy 1 khay là không đạt cho khách đâu. Bởi vì dế có phải lên là có nó đẻ luôn đâu, có con nó đậu không mà. Đấy, mình cũng cố gắng làm sao mình lấy cho nó đàng hoàng một tí các bác ạ. Cho anh em mới nuôi lần đầu hoặc là những anh em nào cũng đã nuôi lâu rồi thì nhất là những em nuôi dế chim ấy. Nếu mà anh em nuôi dế chim thì có thể mình để 2 để 36 tiếng hoặc là 48 tiếng được. Bởi vì dế chim thì không cần đều lắm. Nhưng mà đều được thì vẫn tốt hơn. Còn nuôi dế thương phẩm thì tất nhiên phải đều rồi. Đây các bác xem đi. Dế thì phải đều thế này này. Đấy các bác nhìn nó lên lên đây nó ít ít thôi nhá, ra trong vỉ cũng đông lắm đấy này. Em vạch một chỗ ra cho các bác xem này. Vạch chỗ bất kỳ đi. Vị trí nào nhỉ? Đây đi. Đây các bác. Cái này trong nó nhiều lắm các bác. Đấy, động là chạy là nhảy tưng tưng này. Dế nó rất là khỏe này đấy. Đây các bác xem này. Đấy, khe nào cũng có. Đấy các bác nên theo em ấy thì các bác nên xếp vỉ như thế này nhá, nhất là mùa đông như thế này nó giữ được ấm hơn. Thì con dế nó sẽ đạt hơn. Và cái video thì cũng hơi dài rồi mà nội dung thì cũng chẳng có gì ngoài cái con cái khay cả dế đẻ này. À, một số em thấy một số bác ấy làm cái khay dế đẻ mà như kiểu này này, mình cho cái này cho cái tấm này vào thì con dế nó sẽ không đẻ vào hết, nó chỉ đẻ được cái chỗ lỗ này thôi, còn chỗ này nó dày quá, nó không như cái lưới sàng cát này các bác ạ. Đây đấy, thì cái chỗ này thì nó đẻ vào được hết thì nó sẽ nhiều trứng hơn. Vâng, và sau video này là em cũng không gửi cho các bác ở khu vực miền Bắc miền Trung nữa các bác nhé. Có gì các bác hết sức thông cảm cho em, bởi vì em cũng gọi là duy trì cái mùa đông này thôi mà cũng không có trứng dế gửi cho các bác ở khu vực miền Bắc nữa. Thì em hẹn các bác là qua Tết nha các bác nhé, lúc đấy thời tiết trở lại ổn định bình thường thì em sẽ tiếp tục gửi cho các bác tiếp. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã rất là ủng hộ em trong thời gian rất là dài. Vâng, em xin chào các bác ạ.